từ lỗ mũi, xuyên tim từ lỗ mũi qua miệng và xoay vòng miệng. Sự xuất hiện của danh xiếc công phu Hoàng Đức. Đây là những cái móc, anh sẽ móc xuyên từ lỗ mũi, xuyên qua họng. Một tiếng lưới sắt giống như lưỡi lưới T40 quý vị. Anh sẽ đánh xuyên từ lỗ mũi qua miệng và xoay vòng quý vị. Chủ đêm tối đã qua đi rồi.
rằng em tình yêu muôn thuở cho mặt trời rực rỡ giữa trời nắng. Cái chặng đường hai dãy nước suối lớn này thì nó cũng rất là nặng mà con. Hai dãy nước suối lớn này mà anh sẽ gồng gánh bằng một con mắt, hai chân sẽ bằng hai con mắt, và anh sẽ móc hai cái sức vào hai con mắt của mình để nâng hai cái xô nước lên cái này. Chương trình đêm mai là chương trình từ 8:15 sẽ là một ekip mới, một chương trình đặc sắc và tổ chức hai cụ đều nói. Và chương trình của tôi sẽ có hùng ơi đem máu xương dân ở đôi mắt của chúng ta chỉ cần những hạt bụi rơi vô thôi thì nó cũng đã bay bay như lắm lắm. Móng đất móng hai xô đất vào Việt chuồng nhà móng cho hai cái xô nước và chuyển đắp hai cái xô nước lên của ta là dân nước Nam muôn đời ông đất mẹ thôi yêu linh trẻ con suối cho lời ru mãi mãi đi muôn đời. Nếu như thành công sẽ bị dành cho Hoàng Đức một tràng vỗ tay như quý vị. Những tràng vỗ tay của quý vị mà giúp cho Hoàng Đức có thêm nghị lực để mang đến cho chúng ta những màn tiếp và khổ luyện nhiều hơn. Wow, anh còn đọc đương nữa quý vị ơi. Bắt làm gì? Wow, một tràng vỗ tay nữa quý vị ơi. Vì ở đây là một chương trình phục vụ miễn phí, cho nên nhà quý vị ngồi ghế miễn phí, chúng ta mua một ca nước suối, một món nước uống mà quý vị đã ủng hộ cho hai nghệ sĩ, anh em công nhân viên và dùng anh ta nắng sáng của con. Việt Nam ơi, chủ đêm tối đã qua. Đây là thanh kiếm một nữ tâm kinh mà quý vị đã được bắt gặp trong cái bộ phim Thủy Hữu quý vị. Dân nước Nam, dòng máu Việt Nam. 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 Hai thanh kiếm ngọc nữ tâm tình, ba thanh kiếm ngọc nữ tâm tình được gặp nhau. Wow, bốn thanh kiếm luôn quý vị. Bảy, năm thanh kiếm ngọc nữ tâm tình anh sẽ nhập vào. Đây là tiết mục mình đã thi là ban giám khảo trên chương trình kỳ tài lộ diện hốt tim chuẩn bị năm thanh kiếm nha quý vị. Năm thanh kiếm ngọc nữ tâm kinh sẽ được Hoàng Đức nuốt vào quý vị, kiểm tra thoải mái luôn, kiểm tra vô tư thoải mái luôn. Năm thanh kiếm nhịp trống hào hùng quý vị ơi. Nếu quý vị nuốt một cái tâm vô nó đã khó khăn rồi, lần năm nay như thế này thì quý vị nếu như thành công là quý vị có tán thành trên một đầu tay lớn như thế này được quý vị. Năm thanh kiếm ngọc nữ tâm tình, ai? Yêu lý cho quý vị có con sông chảy quanh. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì ý nghĩa ảnh hưởng đến tính mạng của mọi người. Trang sự và thanh kiếm còn nữ tâm linh của chúng dùng khủng khiếp. Đây là cái một khủng khiếp rùng rợn nhất của ông. Tự hào hai tiếng Việt Nam. Rồi quý vị xem kỹ, anh sẽ nút nguyên viên bi sắt vào trước nha bà con. Nút nguyên bi sắt vào trước. Wow, nút viên bi vào trước. Rồi quý vị đã nuốt nguyên viên sắt vào bên trong rồi quý vị. Wow, khủng khiếp thiệt. Rồi tiếp theo anh
sẽ nuốt tiếp năm thanh kiếm, góc nửa tâm kinh vào, và chắc chắn nó sẽ đẩy viên bi xuống dưới. Đây coi tự đẩy gì xưa tới đất nha, xuống dưới thành ba di luôn như vậy. Rồi năm thanh kiếm này không biết sẽ nuốt ở trong mẹ hay không. Rồi đất ơi, đủ tới ngã ba vũ tàu luôn. Có chừng để góc nước nữa thôi. Trong tim quý vị ơi, năm thanh kiếm ta đã được đốt vô bà con ơi, một ca vỗ tay thật lớn bà con, khủng khiếp thiệt. Nguyên ôm bao đất mẹ khiếp thiệt bà con. Rồi rồi cái viên bi sắt ấy mãi còn nó chạy ở đâu, bao lớp người đi ra nơi biển thủy, khiếp mẹ già. Dạ bây giờ anh sẽ luyện khí công đẩy viên bi sắt ấy ra ngoài, đây mới gọi là khó. Đẩy viên bi sắt ra ngoài, Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lũy tre xanh, có con sông chảy. Một ngày hôm nay thật lớn quý vị ơi. Thưa quý vị, chương trình là tiết mục xếp của Hoàng Đức Đà đã tạm kết lại chương trình xếp đêm nay. Và xin chào tạm biệt và đoàn kết chặt tay, tiến bước đi lên, biết thêm trang sử vàng. Nào ta